Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là loạt bài về một câu chuyện có thật xảy ra cách đây hơn 20 năm do chính tác giả tìm đến cái xứ Cái Bông, Ba Tri, Bến Tre để tìm hiểu, phỏng vấn và quay phim tài liệu các nhân vật trong cuộc là cha Sở, nạn nhân và những nhân chứng vẫn còn đó. Nơi đây, hơn 20 năm về trước đã xôn xao một thời, nơi xảy ra câu chuyện quỷ nhập vào một người thiếu nữ. Hơn 20 năm sau, tôi đến đây phỏng vấn, tìm hiểu và ghi lại chứng tích của những người còn sống về câu chuyện mà tôi tin có thật, hiện tượng quỷ nhập. Trong buổi phỏng vấn, khuôn mặt cha già lúc nào cũng trầm ngâm. Ngài nói với tôi, cha biết gì xảy ra không? Sau lễ rửa tội đó, nó khỏi hẳn cho đến bây giờ, đã hơn 20 năm. Nếu là bệnh nhân thần kinh, thì tại sao sau rửa tội lại hết? Xin mời quý vị nghe câu chuyện dưới đây. Hiện tượng quỷ nhập. Trong nhà thờ, trưa thứ Bảy ngày 14 tháng 7, tôi ngồi hỏi chuyện cha quản nhiệm về những hiện tượng quỷ dữ phá phách trong nhà thờ này. Đặt máy video thu hình xong, câu chuyện bắt đầu. Tôi bấm máy. Băng video bắt đầu chuyển. Sau mấy phút, kiểm soát lại xem hình đã thu. Tất cả trắng xóa. Hình không thu được vào máy. Tôi kiểm soát lại pin, đường dây, băng video. Tất cả không có gì trục trặc. Xin lỗi cha quản nhiệm để bắt đầu lại cuộc phỏng vấn. Quay xong một đoạn, tôi soát lại xem đoạn vừa quay. Tất cả vẫn là trắng xóa trên màn hình. Tôi soát lại lần nữa. Không có gì trục trặc. Trên khung hình máy video, phần đèn ghi record cháy sáng, báo hiệu máy đang thu hình. Không có gì trục trặc. Nhưng khi chiếu lại, màn ảnh cứ trắng xóa, hình không thu vào máy được. Đây là sự kiện xảy ra lần đầu kể từ khi tôi mua và sử dụng chiếc máy này đã 2 năm rồi. Sau gần một tiếng không làm sao thâu được hình, tôi bắt đầu lo. Tôi muốn ghi lại bằng hình ảnh các chứng nhân còn sống. Một khi họ qua đời rồi, câu chuyện sẽ trở nên mất ý nghĩa. Vì bấy giờ chỉ còn chuyện kể truyền miệng, không còn nhân chứng nữa. Nếu máy không làm việc, chuyến đi của tôi sẽ vô ích. Cha quản nhiệm kiên nhẫn ngồi đợi gần một tiếng đồng hồ. Tôi ái ngại quá. Bắt đầu lo, tôi nghĩ bụng. Này Satan, hay là mày muốn phá cuộc phỏng vấn này? Nhất định, cách này hay cách khác, ta phải thực hiện cuộc phỏng vấn này. Nếu máy không làm việc thì sao? Cả chuyến đi của tôi vô ích. Và rồi, ngày trở về Mỹ của tôi sắp đến. Bao giờ tôi mới có cơ hội như hôm nay? Biết đâu, có ngày trở lại thì những nhân chứng quan trọng này đã chết mất rồi. Trong tôi, hỗn mang nhiều tâm tư khó tả. Tôi bắt đầu nghĩ xin cha quản nhiệm cầu nguyện với Đức Mẹ cho công việc trôi chảy. Vì sự kiện hơi lạ, tôi chưa bao giờ gặp máy không thâu được hình như thế này. Trong ý nghĩ cầu nguyện ấy, tôi thu hình lại thử xem thế nào. Lạ lùng thay, màn ảnh có hình, máy làm việc như thường lệ. Tôi cầu xin cho máy đừng trục trặc. Hồi hộp, tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Thưa cha, tại sao cha tin rằng đây là trường hợp mà quỷ nhập thật, chứ không phải cô ta bị bệnh tâm thần? Khi phỏng vấn, tôi thường đứng về phía chống lại câu chuyện quỷ nhập. Tôi viện lẽ này, lẽ kia để bào chữa cho hiện tượng kỳ lạ ấy chỉ là hậu quả của tâm trí rối loạn mà thôi. Cha quản nhiệm trả lời, tôi xin hỏi cha nhé, cha nhìn những chiếc ghế quỳ trong nhà thờ này xem. Nó thấp như thế kia, cô ta nằm ngửa bất động, tay giang ra mà nó cứ trôi từ từ qua dưới các ghế quỳ này như có kẻ đẩy đi. Người nó to, ghế quỳ thấp thế kia, làm sao người qua lọt? Thế mà nó cứ trôi từ từ qua mười mấy, 20 dãy ghế. Tôi nhìn, rồi lấy tay xem lại khoảng cách các ghế quỳ. Quả thật,
từ mặt nền nhà thờ đến chiếc ghế quá thấp, không tài nào có thể đút đầu qua được. Nghe cha quản nhiệm kể, thật khủng khiếp. Ngài tiếp tục, nó cứ trôi như thế giống như có người đẩy. Thật ghê quá, nó trôi gần đến cuối, ra phía giữa nhà thờ thì tôi đến trước, chặn đầu nó. Tôi hô lớn, nhân danh Chúa, ta truyền cho mày ra khỏi người này. Nói thế xong, nó bỏ mà ra khỏi. Cô ta trở lại bình thường. Đấy, như thế mà cha bảo là bệnh tâm thần à. Tâm thần làm sao chui qua lọt dưới hàng ghế quỳ này. Trong nhà thờ vắng, nghe cha kể chuyện, ngài chỉ cho tôi chỗ cô ta trôi trên mặt sàn nhà thờ. Tôi thấy rợn người. Tiếng sửa nhà, tiếng đập tường ầm ầm ngoài cuối, phía bên nhà xứ vọng vào. Trời tháng 7 đang mùa hè, nhà thờ rộng mênh mông, mang chút gió miệt vườn buông qua cửa sổ nên không nóng lắm. Tôi đứng nhìn lòng nhà thờ sâu thẳm lên gian cung thánh. Nhờ chiếc bóng đèn cực mạnh trên trần chiếu xuống, tượng Chúa chịu nạn trên thánh giá sáng rõ. Ròng rã mấy tháng trời, linh mục 74 tuổi đang ngồi trước mặt tôi kia đã vất vả thách thức với Satan trong ngôi nhà thờ này. Bất chợt, tôi nhớ đến một truyện ngắn đã viết gần chục năm trước, in trong tập truyện ngắn Đường về Thượng Trí, câu chuyện mang tựa đề Đêm Satan, Đêm Đức Tin. Ngày đó, tôi viết truyện ngắn này xảy ra một cách thách thức giữa quyền phép Satan và đức tin của linh mục. Hai bên chiến đấu với nhau trong một ngôi nhà thờ. Truyện chỉ là tiểu thuyết giả tưởng. Không ngờ hôm nay tôi đang đứng trước một cha già 74 tuổi. Ngài đã thật sự đương đầu với Satan. Chuyện đã thật sự xảy ra trong ngôi thánh đường này. Và cha đã cho tôi biết ngài toát mồ hôi trong cuộc đương đầu với quỷ. Sau cùng, cha đã chiến thắng bằng đức tin. Nhớ lại câu chuyện ngắn mình đã sáng tác, tôi càng thú vị khi quay phim và phỏng vấn cha già về chuyện thật đã xảy ra nơi tôi đang đứng đây. Trong truyện ngắn, tôi mô tả Satan có một quyền năng không nhỏ. Trong chuyện thật xảy ra ở đây, cha già kể tôi nghe quỷ nhập nơi người con gái này cũng thế. Cha nói, mới đầu tôi rảy nước phép, nó sợ. Tôi dí thánh giá vào nó thụt lùi. Tôi lấy dây stola, dây các phép truyền cho nó phải ra, nó hốt hoảng. Nhưng mà cha biết không, sau một thời gian, nó không sợ nữa. Có đời nào tôi đưa dây các phép, nó lấy đặt xuống đầu làm gối ngủ. Tôi kinh hoàng, không biết làm cách nào trừ nó. Mấy tháng trời ròng rã, trừ được nó ra rồi, nó lại nhập vào cô ta, cứ như thể không chịu đi. Tôi lo quá, không biết làm thế nào. Nhà nước, công an, dân chúng cứ xô tới theo dõi câu chuyện. Tôi bảo với Chúa, chết con mắt. Người ta đang chờ đợi nơi con trong cuộc trừ quỷ này. Tôi toát mồ hôi, cũng sợ chứ. Tôi không biết làm sao. Trong truyện ngắn tôi viết, tôi kết một cách bỏ ngỏ. Tôi không để cho Satan thắng, vì nếu thắng thì còn đâu niềm tin nơi linh mục và ơn Chúa. Nhưng tôi cũng không biết là linh mục thắng một cách trọn vẹn vinh quang. Tôi muốn kết là Satan chưa bỏ cuộc, nó sẽ trở lại và cuộc chiến còn dài. Nghĩa là linh mục trong truyện ngắn đó, nếu muốn thắng quỷ, đời ngài phải là một cuộc chiến không ngừng và bám vào Chúa liên lỉ. Điều ấy cũng đơn giản mà đúng thôi. Vì đức tin dạy tôi rằng, có khi nào ma quỷ buông tay đâu, có khi nào tôi không bám vào Chúa đâu. Câu chuyện quỷ nhập xảy ra ở nhà thờ Cái Bông, thị xã Ba Tri này cũng thế. Quỷ không muốn ra. Không phải cứ linh mục nhân danh Chúa mà truyền lệnh được đâu. Tôi thay một cuốn video mới, 60 phút nữa vào máy để tiếp tục phỏng vấn. Tôi xin cha già cho tôi hỏi chi tiết kỹ lưỡng vì tôi muốn có tài liệu thật. Tôi nghĩ những tài liệu này có ích cho tôi. Nhưng tuổi của cha già, năm nay ngài đã 74 rồi, tôi lại ở xa, đâu có nhiều cơ hội gặp gỡ. Nếu Chúa gọi ngài ra đi, tất cả bí mật sẽ mang theo xuống lòng đất. Sau này,
Tôi được một người giáo dân ở đấy cho biết, cha già chịu khó cho tôi quay phim như thế là chuyện lạ lùng đấy. Ngài không muốn ai chụp hình như thế bao giờ. Trong truyện ngắn Đêm Satan, Đêm Đức Tin, tôi viết chục năm về trước, tôi tả chân dung vì linh mục vất vả với Satan trong nhà thờ. Không ngờ chuyện thật này đã xảy ra ở đây. Cha quản nhiệm cũng gian nan trong nhà thờ với nó. Trong truyện, sau cùng cũng chỉ dựa vào đức tin mà vị linh mục chống trả được Satan. Chuyện thật ở đây, cha quản nhiệm đã nhiều lần trừ quỷ, nó ra rồi lại nhập trở lại. Nếu rửa tội nó không hết thì sao? Đó thật là thách đố lớn. Sau này, cha quản nhiệm bảo ngài lo sợ toát mồ hôi trong nghi thức rửa tội. Ngài bảo đã trừ nhiều lần là không hết. Nếu bây giờ rửa tội mà cũng không hết thì ăn nói làm sao với những người đang nhìn thách đố vào đạo, biết trả lễ thế nào với niềm tin nơi giáo dân. Cuộc phỏng vấn này với tôi mang thú vị rất riêng tư, vì chính chuyện mình giả tưởng ngày xưa hôm nay được tìm những nét tương đồng. Tôi đã tìm được kẻ trừ tà trong chuyện thực của đời sống. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe, và đừng quên đón nghe tiếp phần 2.